Ngày 12 tháng 12 năm 2023, Đoàn Thanh niên Phường Vĩnh Ngươn phối hợp khóm Vĩnh Chánh 3 đến trao tặng một chiếc xe đạp điện cho em Lê Trí Hiếu, học sinh lớp 10, trường Trung học Phổ thông Châu Thị Tế, là hộ cận nghèo của địa phương. Được biết, hoàn cảnh gia đình của em Lê Trí Hiếu rất khó khăn, mẹ bỏ đi lúc em 5 tuổi, hiện em sống với bà. Nhằm để động viên em tiếp tục con đường học vấn, Phường Đoàn Vĩnh Ngươn đã vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho em một chiếc xe đạp điện trị giá 8 triệu đồng. Đồng thời, Đoàn Thanh niên Phường cũng nhận đỡ đầu hỗ trợ cho em 500.000 đồng một tháng. Đây là món quà ý nghĩa giúp em có phương tiện tiếp tục được đến trường, vượt khó vươn lên, phấn đấu học tập tốt để trở thành người có ích cho xã hội.